2022. Bây giờ thì trời còn lạnh lắm, tại vì đêm á, thì nó xuống cũng thấp, cho nên gieo hạt với này kia đó thì cây nó sẽ chết và nó sẽ không có được sống tốt đâu. Cho nên em rút kinh nghiệm của năm ngoái, sẽ không có gieo hạt bây giờ, khoảng chừng chắc cuối tháng 3. Cuối tháng 3 khi mà trời ban đêm nó cao lên khoảng chừng 50 trở lên á, 50-55 độ trở lên thì bắt đầu mình có thể gieo được rồi. Thì ở sau đây là cái greenhouse trong xã em đóng cho hồi mùa rồi để bỏ cây vô. Thì bây giờ mình sẽ vô và coi là có cái cây nào sống sót hay là có sống được không nha các bạn. Bây giờ mình sẽ coi nha. Thì đây là cái greenhouse ông xã em đóng hồi mùa rồi, và qua mùa đông thì những cái cây này các bạn xem không có còn sống sót nữa, chết hết các bạn. Lạnh quá, lạnh quá lạnh cho nên bao nhiêu cây chết hết, cây cẩm cây gì đó nó tơi tả hết, cây ớt gì nó cũng chết hết sạch. Cái này là cây rau răm cũng không có sống được các bạn, không có cây nào sống được hết đó. Chỉ còn có mỗi cái cây này thì nó còn ngáp ngáp nè các bạn, cây rau má. Cây rau má thì nó cũng ho đi chắc. Còn bao nhiêu cây ớt, cây này cái kia là chết hết các bạn ơi, không có cây nào sống sót được hết đó. Thì bây giờ em sẽ clean up cái nhà greenhouse này và mình sẽ chuẩn bị cho mùa tới các bạn. Thì bây giờ sẽ mở ra nó thoáng đi. Clean up lại cái nhà greenhouse này. Vậy là số em không có trồng greenhouse ở cái cây nào sống sót được trong cái mùa này đó các bạn. Tại vì nó lạnh quá đó các bạn. Đây là cái vườn cây dây bầu hồi năm ngoái em chưa có clean up kịp. Thì bây giờ em cũng ra sẵn dịp ra clean up luôn cho nó sạch sẽ. Đây là cái chiếu sơ cho các bạn qua coi cái vườn của em sau cái mùa winter. Đây chết hết mấy cái cây strawberry. Phải có thời gian để clean up lại sạch sẽ cái vườn. Giờ ra mình clean up luôn sạch sẽ, không có làm hết được ngày hôm nay thì mình cứ làm từ từ cho đến by the time trời nó ấm lại là mình có thể trồng được rồi. Không còn bông gì hết. Đây, đang cuốc để em clean up lại sạch sẽ. Chỗ này em sẽ lấy cái cây cherry này ra và chắc bỏ cây hồng giòn vô đây các bạn, tại vì cây hồng giòn rất là ngon, mấy đứa con nó rất là thích đó. Thôi bây giờ cho các bạn coi cái vườn này sau cái mùa đông nha, rồi sẽ clean up sạch sẽ và làm lại tiếp tục cho mùa tới. Rồi ngày hôm nay trời đẹp đẽ nên ra ngoài làm ha.